Chồng em về vừa chảo đầu hai mái, vừa đem mấy cái cọng nữa, vừa lúa mà vừa già vừa quê phèo phèo với đội hung bé không cho. Anh nghĩ ra cũng bạn lẹ thì như là chịu đen rồi. Và bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to nữa để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi, xin chào hai người đẹp. Rồi, xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Em tên là Trần Hoàng Trương. Em sinh năm 1983 và công việc hiện tại của em là kỹ thuật viên điện tử. Kỹ thuật viên điện tử. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em tên Phạm Thị Hoàng Oanh. Hôm nay em 30 tuổi, hiện tại em làm y tá. À, Hoàng Oanh, Hoàng Trương. Còn kia là Hồng Đức với Hồng Tươi. Hay bộ. Hay á. Rồi, Hoàng Oanh, Hoàng Trương, hai em gặp nhau đâu? Hồi trước đây 10 năm thì em làm kế toán ở công ty bạn thân của chồng em bây giờ. Thì lúc đó chồng em đi bộ đội về qua chơi. Thì lúc đó em cũng không ấn tượng về chồng em hết á. Tại vì em nghĩ đầu em á, trai Sài Gòn có nhất phải trắng trẻo đẹp trai giống như dưới quê mấy chị hay nói với em vậy đó. Nhưng mà chồng em ngược lại hết trơn à. Thì lúc đó chồng em về vừa chảo đầu hai mái, vừa đem mấy cái cọng nữa, mà lại bận đồ bộ đội với cái màu ông già. Nhìn ảnh vừa lúa mà vừa già vừa quê. Dạ, cũng nói với cho anh Thuận với chị Vân biết luôn là khi mà xuất ngũ thì bên đơn vị có cấp cho mình một cái trang phục nó màu nâu nâu. Nên khi mà về đó thì cái ngày đầu tiên về thì cũng có qua ghé thăm vợ em. Cái cảm giác của em khi nhìn thấy cô ấy thì như thế nào? Dạ, một cô bé là làm kế toán là giỏi giang, cũng đen nhẻm mà. Cũng đen chưa nhẽm hả? Dạ, đen nhẻm lúc đó cũng chưa ấn tượng gì cả. Mà sau cái ấn tượng là sau đó là vợ em sau khi hoàn thành cái công việc mà sổ sách xong thì lại ra sau bếp là nấu nướng cho tất cả mọi người ở nhà phố ấy ăn. Dạ, em cũng có được dịp là thử. Nhưng mà em ăn thì ngon mà em lại cố tình chê. Chê là qua hoài hả anh chị? Chê mà, chê nhưng mà lại là qua hoài. Bữa đó chơi chiêu rồi. Cha này chắc thả dữ lắm nha. Nó giỡn đâu à. Đúng không em? Có thả không? Cười kìa. Cười kìa. Có nhưng mà tại lúc đó em không có ấn tượng, không để ý ảnh nên mặc kệ anh làm gì anh làm, mà ổng miễn sao đừng có đụng chạm gì tới em là được rồi. Thả mình hơn mình. Tức là có thả đúng không? Đó, đâu kể một câu chuyện thả. Thì em làm cái đón xong, sổ sách xong thì khoảng 11 giờ em xuống em nấu cơm cho mấy anh chị ở nhà phân phối ăn. Thì anh cũng đi xuống theo. Cái giả bộ thấy em lặt rau, cũng giả bộ ngồi lặt rau. Mới đầu ngồi bên đây, cái hồi xề xề lại, giả bộ nắm tay cái em đẩy ra. Cái em nói làm gì vậy? Lật ra thì lật không lật thôi lên trước đi. Lên chơi anh Thành đi, tại vì anh quản lý em là bạn ảnh. Lúc đó em kêu lên thẳng luôn mà cứ ngồi đó hoài em chưa đi. Mà ngồi có đụng nữa không? Em gái quê em cũng giữ, em đâu có hiền. Thì không cho em đẩy ra, nói đi gian đi, thôi đi lên đừng ngồi đây nữa. Thì cái ảnh ngồi im, ảnh phụ lật ra với em. Tại vì em nói ăn ké phải làm chứ qua đây ăn ké hoài à. Làm với người ta chứ. Rồi sao cái đợt thả đó còn thả đợt nào nữa không? Có một lần em đi uống cà phê chung với ảnh với anh quản lý đó luôn. Quê em đâu biết vụ quán cà phê đèn mờ như trên đây. Cái hai ổng biết mà em không nói. Thì ở ngoài nhìn quán cà phê giống như bình thường thôi à. Nhưng mà lúc vô thì mới biết là nó tối thui à. Mà cái ghế thì ghế salon đâu vậy nè. Để ảnh dắt em vô cái ghế đó. Thì cũng ngồi nói chuyện vậy thôi à. Cái họ cũng xích xích lại. Cái khiều khiều của đội hung em không cho em đẩy ra. Rồi rồi trong bóng đêm thì nói chuyện thôi. Dạ rồi ở tức có nắm tay, kêu nắm tay không có gì thì em cho nắm tay chứ mà kêu hung em không cho. Thì rồi thôi. Rồi cũng qua lần đó cũng nhận thấy là cô bé này cũng có phần cá tính và cũng có lần thứ ba. Thì mình con trai mà lại là tiếp tục chọn một quán cà phê cư xá anh ta. Nhưng mà một quán cà phê lại là có vẻ là không giống như quán cà phê trước đây. Mình rút kinh nghiệm mà. Tức là đèn sáng chứ không có bờ sông anh. Và cũng có ghế đôi để mình có cái một điều kiện mình tâm sự nó cũng là lãng mạn hơn. Rồi thời điểm đó là cũng nghĩ là xin hôn nữa. Rồi cho không? Thấy cô ta là có vẻ bẽn lẽn. Cũng bẽn lẽn thì như là chịu đèn rồi. Chịu đèn mình mới là mình cứ ngại. Và lần đó thì cũng như là lời tỏ tình đầu tiên của tụi em. Thành công. Đúng không? Rồi sau đó còn cái câu chuyện gì mà thú vị về cái anh này không? Lúc quen thì không có gì, nhưng mà có trước khi
chính thức quen luôn anh. Thì nhà phân phối của em có tổ chức ăn uống mà ngay vô nhà của anh quản lý em luôn. Ăn xong thì em dọn dẹp cũng khoảng 11, 12 giờ. Lúc đó em ở bên quận 7 thì xa quá à, nên cái anh quản lý mới kêu em ở lại nhà ảnh. Thì cái phòng ảnh ở bên đây, phòng của em thì ở bên đây. Khuya đó biết sao em ngủ, em không có chốt cửa. Tới sáng á, ông chủ vô thì phát hiện tự nhiên sao hai đứa này nó ở chung phòng. Mà em nằm trên giường, ông nằm dưới đất. Em có nói, ủa con không biết gì á, bác ơi, tự nhiên thì con ngủ trên đây rồi, tự nhiên sao sáng ở đây con không biết. Cái gây sự hiểu lầm đó thì một phần lỗi phần lớn là do em. Tại vì uống quá cái nồng cồn cho phép trong cơ thể mình sẽ say xỉn rồi, thì mình không có ý thức nữa. Rồi sau khi toilet xong á, thì thay vì em quẹo bên trái là phòng của một bạn em, thì em lại đi quẹo bên phải. Còn nhận quẹo khôn hết sức luôn vậy hả? Mà vô tình quẹo phải thì vô tình là cửa không đóng gì hết. Thì vô phải xong rồi nằm gục hay nào không hay kìa. Không trời hay luôn. Nhưng mà cuối cùng em có bị mang tiếng không? Dạ có chị. Rồi lúc em lên làm thì em hiền lắm, bà chủ thương lắm. Cái xong sau cái vụ đó cái bà chủ nói em á, ở con gái dưới quê mà tưởng nó hiền ai giờ, giờ nó không hiền mà không hiểu lầm. Cái hôm qua con xin em xin lỗi quá trời, em khóc quá trời luôn. Mà bà cũng không tha lỗi cho em luôn. Đó hiểu lầm đó. Rồi nhân đây thì chắc lẽ là bà chủ bà coi chương trình này bà hiểu rồi.